Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố hướng dẫn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, kỳ thi được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29 và 30 tháng 6. Cụ thể, thí sinh làm thủ tục dự thi vào ngày 27 tháng 6, làm bài thi toán và ngữ văn 28 tháng 6. Ngày 29 tháng 6, thí sinh thi ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên gồm vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội gồm lịch sử, địa lý, giáo dục công dân với giáo dục phổ thông hoặc lịch sử, địa lý với giáo dục thường xuyên. Ngày 30 tháng 6 là ngày thi dự phòng. Dự kiến khoảng 1 triệu thí sinh sẽ tham gia dự kỳ thi.